Thưa quý vị, sau một thời gian dài nghiên cứu lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân, hiện công trình mạng lưới kết nối hệ thống đi bộ phía Nam sông Hương đang được gấp rút triển khai. Đây là công trình nhận được rất nhiều sự quan tâm không chỉ của người dân Huế mà cả của những người yêu mến vẻ đẹp miền sông Hương núi Ngự. Đa phần các ý kiến đều rất kỳ vọng về sự thành công của dự án, tạo thêm điểm nhấn cảnh quan cho Huế. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Những ngày này, công trình mạng lưới kết nối hệ thống đường đi bộ phía Nam sông Hương thuộc dự án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương đang được đơn vị thi công triển khai. Hiện tại đã bắt đầu đóng cọc bê tông xuống lòng sông và tiến hành đổ dầm bê tông. Đây là dự án do cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc COICA tài trợ cho thành phố Huế với tổng kinh phí gần 53 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cổ liêm lạc sàn cho cầu đi bộ là hơn 5 tỷ đồng. Trước thông tin cầu đi bộ được lạc bằng cổ liêm đã nhận về nhiều ý kiến từ phía người dân. Trong đó, một số người tỏ ra lo ngại về tuổi thọ của cầu trước tình hình thời tiết nóng ẩm của Huế. Huế là mưa nhiều, rồi nắng nhiều, mà nắng mưa rồi còn thêm lụt nữa. Năm nào là nước sông Hương cũng dâng lên hết, mà làm ở ngay bờ sông thì chắc chắn là bị ngập nước. Thành chỉ cộng những cái yếu tố đó là chắc chắn là cái tuổi thọ hẳn không có rồi, không bền được. Cho nên là nếu mà làm thì cũng lo sợ về cái chuyện mà bảo quản cái cầu. Những lo ngại của người dân thành phố Huế về chất lượng của cây cầu cũng là những quan tâm đầu tiên của các chuyên gia Hàn Quốc và Việt Nam về việc nghiên cứu để tìm ra một loại vật liệu xây dựng phù hợp. Nhiều phương án được đưa ra như lạc đà granite, gỗ tổng hợp sản xuất tại Việt Nam, gỗ tổng hợp được sản xuất tại Hàn Quốc, gỗ lim. Sau khi có kết quả tổng hợp nội dung góp ý từ cộng đồng dân cư, ban quản lý dự án đã quyết định sử dụng gỗ lim vì đây là loại gỗ rất cứng, chắc, không bị mòi mọt, bền vững theo thời gian, đặc biệt là vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Gỗ lim cũng rất phù hợp với đặc trưng kiến trúc cảnh quan của Huế. Bên cạnh một số ý kiến tỏ ra lo ngại về chất lượng cầu, thì đa số người dân thành phố Huế vẫn rất kỳ vọng về một cây cầu đi bộ khang trang, hiện đại, góp phần tạo nên điểm nhấn cảnh quan du lịch cho thành phố. Huế có thêm một cầu gỗ lim mới thì em thấy có một tạo nên có một khu vui chơi giải trí mới cho giới trẻ, tạo sự thu hút khách cho du lịch tới đông hơn. Không dừng riêng bản thân tôi mà tất cả các dân dân ở thành phố Huế cũng là kỳ vọng là được là một cây gỗ lim cầu lim đẹp, thêm sự thịnh vượng của phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, rồi cạnh bên cạnh đó gần cạnh sông Hương cầu Tràng Tiền thì đó là một nét đẹp, là cũng là một điểm du lịch mà tôi hy vọng rằng tất cả các khách cả nước và nước ngoài đều muốn đến Huế và đến phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Cùng với dự án đường đi bộ ven sông Hương, tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu cũng đang được triển khai chỉnh trang theo hướng nâng cột và lạc đá, bố trí cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng kết nối với phố đi bộ Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu. Dạng kết nối hệ thống đường đi bộ phía Nam sông Hương sẽ là những địa điểm vui chơi hấp dẫn, điểm nhấn du lịch thú vị đối với người dân thành phố và cả du khách khi đến với cố đô Huế.